Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trần Sắt Hải Phòng. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách độ giảm tốc cho chiếc quạt lò. Đối với những chiếc quạt lò công suất từ 40W trở lên, khi mua về thì nó sẽ không có điều tốc để điều chỉnh tốc độ như loại 20W, mà nó chỉ chạy được một tốc độ mà thôi. Do đó thì có nhiều khách hàng muốn mình độ điều tốc cho quạt. Mình có đây là loại 40W. Bạn có thể điều chỉnh lượng gió nhiều hay ít thông qua cái cửa hút gió này. Khi cắm điện vào là nó chỉ quay một tốc độ, do đó trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bộ điều chỉnh tốc độ cho chiếc quạt lò này. Mình sẽ phải dùng thêm một chiếc điếu tốc quạt như thế này. Link của sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Và bây giờ thì mình sẽ nắp nó vào đây. Đầu tiên thì mình sẽ cần phải tháo phần ốc cố định dây điện ra. Bạn sẽ tháo một dây điện bất kỳ. Và bây giờ thì mình sẽ hàn chiếc dimmer này nối tiếp qua một dây điện như thế này là được. Các bạn quan sát mình làm. Và bây giờ thì mình sẽ bọc gen co nhiệt lại để cách điện. Mình sẽ thử xem nó đã hoạt động chưa. Ok, như vậy là chiếc quạt đã có thể điều chỉnh được tốc độ mà mình mong muốn. Và bây giờ thì mình sẽ lắp lại như lúc ban đầu.
và cuối cùng là cố định chiếc dimmer này vào là xong. Bạn có thể dùng keo, ở đây thì mình dùng dây rút cho tiện. Ok, như vậy là xong. Mình đã hướng dẫn các bạn cách độ tăng giảm tốc độ cho chiếc quạt lò. Đối với những loại khác thì các bạn cũng làm tương tự. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.